các bạn. Hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về mèo kêu bá tánh lao sao, những cái sự mà diễn biến sắp tới là coi như là không ngừng á các bạn, qua tới năm con mèo luôn thì mèo kêu bá tánh lao sao, là từ đây sắp tới là coi như là mình không có ngừng nghỉ một giây một phút nào hết đó các bạn ơi, là mình liên tục là coi như là để chuyển thế đó các bạn, cho nên không có ngừng là lý do như vậy. Cũng như là những lời tiên tri khuyên mình rằng là không tham danh lợi giàu sang, mong cho bá tánh được nhàn tấm thân, là coi như hả khuyên mình là hả đừng có tham danh lợi giàu sang, chỉ mong làm sao cho nhân loại á là được an nhàn cái tấm thân, tức là được nhẹ nhàng cái tấm thân này và được qua khỏi cái màn này đó các bạn, là cũng mừng lắm rồi các bạn, thấy không, những cái trận vừa qua nó hải hùng hơn mà ha, hải hùng đó là coi như là nó giống như là nó còn nhỏ đó các bạn, nó chưa tới nữa đó các bạn, những cái trận sắp tới đây ha nó còn hơn như vậy gấp mấy lần nữa đó các bạn ơi, chứ không phải mà cái chuyện mà bình thường đâu. Cho nên Tuyết Già chia sẻ để các bạn vững tâm, chứ không phải là chia sẻ để các bạn hoang mang nha. Là các bạn vững tâm là như thế này nè. Các bạn hả phải hiểu ra rằng là tứ thiên vương mà để xem xét chúng sanh, là để ghi chép tội ác cho mình, để nếu như mà hả những cái ngày mà mình ăn chay niệm Phật làm lành á thì mình được tăng phước gấp đôi. Còn nếu như những cái ngày á, trong một tháng mà 10 ngày á, mà mình làm những cái việc tội ác á, là mình lại tội gấp bội lần luôn á các bạn ơi. Cho nên Tuyết Già là chia sẻ để các bạn vững tâm mà không lo lắng cái gì hết luôn. Mình cũng làm ăn bình thường, không có gì mà gọi là sợ sệt hết. Tại vì mình biết, mình sống trong cái biết chứ không phải là sống trong cái sợ hãi. Đó, mình sống trong cái biết để mình hả ngộ ra, mình nhận ra cái đường tu của mình để mình tu tập, chứ mình không phải là mình sợ sệt một cái gì hết. Thì trong 10 ngày chay á, nếu mà mình làm tội á thì á là mình hả tội nó tăng gấp đôi gấp ba lần. Thì những cái ngày này á là các bạn biết không, là tứ thiên vương người ta giống như là ghi chép để hả người ta cũng như là tấu trình lên trên rồi người ta xử phạt nó. Tại vì á cái luật nhân quả thì cũng không có phải mà muốn xử ai mà xử phải đúng người đúng việc mới xử đó các bạn. Cho nên tại sao mà tất cả trong những cũng như là bổn đạo mà ai cũng khuyên rằng là phải ráng ăn chay một tháng ít nhất cũng phải từ 2 ngày cho đến 10 ngày nha các bạn. Thì các bạn nào mà cũng như là khó khăn quá đó các bạn thì mình ăn 2 ngày đi các bạn. 2 ngày tức là ngày mùng 1 và ngày rằm các bạn, là ngày 15 đó các bạn. Tại vì 2 ngày này là sốc vọng đó các bạn, là 2 ngày này tốt nhất trong tháng luôn nếu mình ăn chay được 2 ngày này. Đó thì mùng 1 đó, tức là ngày sốc, là cái sự khởi đầu đó các bạn của cái tháng. Rồi cái ngày 15 là cái ngày trăng tròn. Nói cái ngày này mà nếu mình ăn những cái thịt động vật nè các bạn biết không, mình uống rượu rồi hả nó làm cho khô rát cổ họng mình, rồi nó làm cho mình bệnh tật cảm cúm, nó làm mình đau đớn, rồi hả những cái nghiệp chướng nó vô hả nó xui khiến mình giống như là mình chạy xe mà mình say rượu, mình té xe, mình đủ thứ hết. Tại vì mình ăn thịt động vật, mình không chịu ăn chay là mình phải nhậu nhẹt rồi mình hả tham lam, rồi mình tham vọng quá cao, mình nghĩ như cái chuyện giống như là bây giờ làm gì cho có tiền thiệt là nhiều đó các bạn. Giống vậy thì tứ thiên vương đã ghi hết tất cả những cái gì mà mình hành động trong những cái ngày mà chay á các bạn, làm ít nhất của một tháng, là coi như là hả từ 2 ngày đến 10 ngày là các bạn ráng cố gắng ăn chay trong những ngày này để mình được sanh phước nha các bạn. Ăn chay làm việc thiện việc lành là mình sanh phước. Tại vì Tiết Già bây giờ là coi như ăn chay luôn rồi, cho nên không có biết cái ngày nào hết, không có, cũng như không có suy nghĩ nữa các bạn, vậy nó khỏe. Thì các bạn nào nếu như mà có ăn chay được như Tiết Già vậy thì ăn chay trường luôn thì nó khỏe lắm các bạn, mình khỏi nhớ ngày nào chấm mất công mệt. Nhiều khi nó quên á, ngày này nó lộn qua ngày kia rồi nó lộn tầm phèo đúng không các bạn, khó khăn nữa. Nếu như mình ăn chay luôn á thì nó rất là khỏe luôn. Tiết Già ăn, càng ăn chay á thì Tiết Già thấy sức khỏe nó càng tốt. Mà hả Tiết Già hả làm việc cái gì nó cũng hơi giống như nó trôi chảy hết.
Rồi nhiều bạn nói rằng hả, nếu như mà một cái trẻ em mà ăn chay á sợ không phát triển. Dạ xin thưa, hai đứa con của Thiết Dạ ăn chay trường từ lúc lọt lòng ra cho tới trưởng thành. Nó trưởng thành rồi các em lập gia đình thì các em đi ăn mặn ăn gì thì các em muốn làm gì làm, nhưng mà sống trong một cái gia đình mà gọi là trong nhà đạo á, thì các em phải ăn chay trường lúc lọt lòng cho đến hả trưởng thành luôn đó các bạn. Là các em phải mười mấy tuổi nó qua cái tuổi 12 luôn đó, là các em hả cũng hiểu biết rồi, cái đó là tự các em muốn ăn gì ăn là ra đời rồi, là bắt đầu 16, 18 tuổi, 20 tuổi là các em làm việc rồi, các em không có ăn chay nữa đó, là hả các em lớn mà hả, coi như con của Thiết Già hả rất là cao to lớn mà khuôn mặt á nó cũng như là nó phát triển hả sáng sủa rồi, làm ăn á hiện tại bây giờ là con của Thiết Già là mỗi em như vậy hả là một tháng nào cũng kiếm ít nhất cũng phải mấy chục triệu mà làm việc tại Việt Nam đó nha các bạn. Làm việc tại Việt Nam mà hiện từ hôm dịch tới bây giờ là con của Thiết Già chưa có đứa nào mà nó thất nghiệp luôn á đó các bạn, thấy không? Cũng như là mình ăn chay, mình niệm Phật, mình làm lành là sanh phước. Cho nên tại sao Thiết Già phải chia sẻ là Thiết Già mong muốn rằng các bạn không có còn khổ đau nữa. Tại vì rất rất nhiều bạn hoặc nhiều người nói rằng trời ơi sao tôi khổ quá, tôi đói quá, tôi ăn mì gói cả tháng, tôi thất nghiệp 3 tháng trời, 7 tháng trời. Đó các bạn thấy không? Thì Thiết Già thấy cái sự kết quả mà nó có cũng như là hả kết quả mà nó ngay trên đời này, kết quả tốt đẹp như vậy từ những cái kỳ hạ quân này, không có đợi mà cái kiếp lai sinh đâu các bạn. Thiết Già cũng nghĩ rằng là chắc dịch bệnh này chắc con của Thiết Già nó thất nghiệp quá, mà không ngờ là con trai con gái hai đứa đều có việc làm hết luôn các bạn ơi, mà lương rất là cao luôn. Lương mà mấy chục triệu tại Việt Nam thì các bạn biết rằng là sống rất là thoải mái đúng không? Đó là Thiết Già không phải là khoe, nhưng mà đây là cái động lực để cho các bạn cũng như là giữ vững cái đường tu, và các bạn ăn chay niệm Phật làm lành để sanh phước. Nó thì chia sẻ với các bạn rằng mình khó khăn quá thì mình ăn ít nhất cũng phải cái 2 ngày, là cái ngày mùng 1 với ngày 15 là 2 ngày tốt nhất đó các bạn. Rồi hoặc là mình ăn 10 ngày đó, miễn sao mà trong một tháng mình có ăn chay, mình niệm Phật, mình làm lành là trong cái tháng đó mình đã có cái phước rồi đó các bạn. Còn nếu như trong nguyên một tháng mà mình không ăn chay niệm Phật làm lành, mình không làm việc thiện là coi như trôi đi rồi, trôi đi trôi mãi, trôi đến mức độ mà không còn cái phước báo nữa, là mình xài hết cái gói phước khi mình mang lên mặt trần gian này thì cái nghiệp nó vô thì bắt đầu mình đói khổ nè, mình thất nghiệp nè, rồi hả mình không có công ăn việc làm nữa. Cái thời này rất là khó khăn để kiếm công ăn việc làm, đó là Thiết Già chia sẻ là hả sắp tới đây coi như hả là tứ thiên vương mà ghi chép sổ sách đó các bạn. Những cái ngày chay đó thì các bạn ráng cố gắng ăn chay những ngày đó là các bạn thấy cuộc đời các bạn nó sang một cái trang khác luôn á các bạn. Nói hiện tại giờ thì Thiết Già cũng hả khuyên hả con của Thiết Già phải ráng ăn chay niệm Phật làm lành, tự vì hả con của Thiết Già bắt đầu mới tin tưởng rồi đó các bạn. Tại vì con Thiết Già mới nói thì nói mẹ ơi sao mà con làm việc thiện á mẹ, cái tự nhiên con làm ăn được dữ lắm luôn. Nói các bạn thấy không, một cái người, cái đứa trẻ mà hả cũng như là không biết gì hết mà nói cái câu đó là các bạn thấy như thế nào? Và Thiết Già thấy cũng mừng, người Thiết Già cũng thấy cũng hả vui. Cho nên Thiết Già chia sẻ và Thiết Già muốn tất cả ai đau khổ thì ăn chay niệm Phật làm lành làm thiện là tự dưng sanh phước, để mình sống trên cái đời này mình sống một ngày là mình coi đời một ngày, tự vì ngày hôm nay nó với ngày mai là nó khác hẳn luôn các bạn ơi, nó toàn cầu luôn đây rồi, nó khổ đau mà hả đến đổi mà không có nước uống rồi, không có lúa thóc mà coi như hoa màu của mình là lũ lụt, nó ngập chết hết trơn, không còn một cái gì luôn các bạn ơi, rất là đau khổ. Mà cho nên Thiết Già mới chia sẻ với các bạn như vậy á, để các bạn hả cùng với Thiết Già nha, tự vì ha nếu mình làm phước á thì coi như là ha mình sanh được rất nhiều phước đúng không, mình làm thiện là mình sanh thứ phước, mình làm những cái việc lành là mình sanh những cái phước, là mình để mình mới có phước mới sống được.
những người người ta lên mặt trần gian này, các bạn có biết rằng người ta hả, vừa lên mặt trần gian này là người ta có cái gói phước báo, người ta sống rồi, người ta giàu sang cả đời luôn. Còn mình tại sao thiếu phước, là lý do mình những kiếp trước mình thiếu tu, thì thôi cái kiếp này mình biết vậy thì mình ráng tu đi đó, mình ráng tu để mình sanh phước, để mình tiếp tục mình sống. Tiết già thấy cũng hả, có cái kết quả là khuôn mặt cũng sáng sủa ra các bạn, mà cũng có được cái chén cơm ăn. Tại vì Tiết già chỉ mong có cái chén cơm ăn, với có được cái cũng như là hả, cái nhà mà che nắng che mưa, và ăn mặc lành lẽ thôi, chứ Tiết già không có cầu mong gì hơn, cầu mong cái sức khỏe thôi đó các bạn. Tiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng ăn chay vui vẻ nè, ăn chay rất là ngon nè, rồi làm việc thiện việc lành sanh phước, để các bạn nào mà khổ đau á là không còn khổ đau nữa, để các bạn có một cái cuộc sống rất tốt đẹp. Video Tiết già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.